Bao giờ thành phố Hồ Chí Minh mới hết kẹt xe? Nhiệm kỳ 2021-2025 được ngành giao thông thành phố Hồ Chí Minh hứa hẹn sẽ thực hiện đồng bộ các giải pháp giúp tình trạng ùn tắc giao thông giảm mạnh. Thế nhưng đến nay đã gần hết hành trình, những dự án quan trọng nhất vẫn ì ạch chưa về đích, còn người dân thì ngày ngày đối diện cảnh bước chân ra đường là có thể gặp kẹt xe. Nghĩ tới ra đường đã thấy ớn, 17:40 ngày 1 tháng 11, anh Nguyễn Hoàng chạy xe máy từ nhà ở xã Phước Kiển, huyện Nhà Bè, thành phố Hồ Chí Minh, đến nhà họ hàng ở đường Hoàng Diệu, quận 4. Quãng đường chưa đầy 4 km. Nhưng đến khi đồng hồ chỉ 18:50, anh Hoàng mới tới nơi, mất 1 tiếng 10 phút. Mặc dù đã quá quen với cảnh xe cộ ùn ứ chen nhau nhích từng chút diễn ra hàng ngày trên hầu khắp các tuyến đường, nhưng hơn 1 giờ đồng hồ vật lộn trên đường hôm ấy đã thật sự khiến anh Hoàng bị ám ảnh. Bình thường tôi đi từ nhà đến cơ quan, quãng đường gần 15 km, đi giờ cao điểm buổi sáng mất 1 tiếng đồng hồ, đã thấy oải lắm rồi. Giờ chạy xe tới nhà người quen gần sát, chỉ vài cây số mà cũng mất hơn 1 tiếng là quá sức chịu đựng. Từ chỗ trường Tôn Đức Thắng chạy tới được chân cầu Rạch Bàn 2 chỉ vài trăm mét mất hơn 15 phút. Đường nhỏ, cầu nhỏ, mỗi khi có 2, 3 xe buýt hoặc xe du lịch lớn chạy qua là y như rằng dồn đóng xe lại. Tối đó, phía trước chúng tôi có tới 4 chiếc xe buýt. Chiếc xiên làng ngoài, chiếc lấn làng trong, xe hơi đứng chôn chân, còn xe máy len nhau nhích từng chút. Phía trên đoạn nút giao Nguyễn Hữu Thọ, Nguyễn Thị Thập, ba anh cảnh sát giao thông đứng đó mà phân luồng không nổi. Google Maps báo kẹt xe đỏ rực từ đó tới cầu Kênh Tẻ nên tôi quyết định rẽ trái đi qua hướng cầu Nguyễn Văn Cừ, lúc đó chỉ hiện kẹt ở mức màu vàng. Ai ngờ, phía đường Dương Bá Trạc xe cộ đông đen, vòng về hướng Trần Xuân Soạn cũng không còn lối thoát. Đi trên đường có lúc tôi phải tháo khẩu trang vì thở không nổi. Anh Hoàng bức xúc kể lại. Nhiều tuyến đường tại thành phố Hồ Chí Minh thường xuyên ùn tắc nghiêm trọng giờ cao điểm cũng theo nhiều cư dân đang sinh sống phía Hát, Nhà Bè và Q7. Từ ngày thông một nhánh hầm chui nút giao Nguyễn Văn Linh, Nguyễn Hữu Thọ đến nay, tình trạng xe hơi, xe container nối đuôi nhau từ đường Nguyễn Hữu Thọ phía chân cầu Rạch Đĩa 2 tới khu vực nút giao vẫn diễn ra hàng ngày, không cải thiện đáng kể. Xe máy chạy từ hướng huyện Nhà Bè qua quận 7 về trung tâm thành phố vẫn phải đi thêm quãng đường dài lên tới Nguyễn Đức Cảnh mới được quay đầu lại. Quãng đường dài hơn, xe đông, lại thêm mặt đường khu vực công trường khói bụi mịt mù khiến ai cũng cảm thấy mệt mỏi, bức bối. Tất cả đều đến từng ngày chờ tới tháng 12, hy vọng dự án nút giao Nguyễn Văn Linh, Nguyễn Hữu Thọ không tiếp tục trễ hẹn, mau tháo dỡ lô cốt, trả lại đường xá cho người dân. Nối khu Nam với trung tâm thành phố Hồ Chí Minh còn có đường Nguyễn Tất Thành, nhưng đây lại là con đường dẫn đầu danh sách các tuyến đường ùn ứ, kẹt xe trong năm 2024, theo báo cáo của Sở Giao thông Vận tải thành phố Hồ Chí Minh, với 811 lần từ đầu năm tới nay, tương đương khoảng 90 lần trong một tháng. Không chỉ vào giờ cao điểm mà ngay cả những khung giờ bình thường, xe cộ lưu thông qua tuyến đường này cũng luôn phải chịu cảnh chen chúc, mệt mỏi. Nhưng thành phố Hồ Chí Minh không chỉ có người dân khu Nam khốn khổ vì hạ tầng yếu kém. Phía Đông, phía Tây, phía Bắc, khu trung tâm, phía nào cũng có đặc sản kẹt xe. Kẹt xe gần ngã tư Hàng Xanh, đưa AI vào điều khiển giao thông khảo sát ý kiến phản ánh từ bạn đọc, phóng viên thanh niên ghi nhận rất nhiều người dân sinh sống và làm việc ở thành phố Hồ Chí Minh đã nhiều thập niên, quá quen với chuyện kẹt xe hàng ngày ở thành phố, nhưng vẫn bày tỏ ngạc nhiên trước thực trạng ùn tắc giao thông gia tăng thời gian gần đây. Thành phố Hồ Chí Minh dạo này lạ lắm, người đi đầy đường, đông nghẹt, lúc nào đường phố cũng kẹt cứng nhưng mua bán thì chẳng thấy gì. Hầu như giờ nào, ngày nào các cửa ngõ thành phố cũng như trong nội thành đều kẹt xe hoặc đông kinh khủng. Nhiều khi nghĩ tới chuyện phải ra đường là đã thấy ớn, bạn đọc Nguyễn Quang Phương Huệ bày tỏ. Các đơn vị vận tải chạy xe hàng ngày còn lập cả danh sách các tuyến đường thường xuyên ùn tắc, các tuyến đường hễ mưa là ngập, hễ mưa là kẹt. Đáng nói, danh sách xuất hiện ở hầu hết các tuyến đường từ quận nội thành tới huyện ngoại thành. Người dân khổ sở khi di chuyển qua khu vực ngã tư Hàng Xanh phương tiện cá nhân tăng nhanh. Dự án giao thông ì ạch theo Sở Giao thông Vận tải thành phố Hồ Chí Minh, dự báo từ mô hình mô phỏng, đến năm 2025, nhu cầu giao thông tại thành phố sẽ đạt trên 41 triệu lượt đi lại ngày. Sự gia tăng nhanh chóng phương tiện cơ giới cá nhân dẫn đến tình trạng quá tải nghiêm trọng cho mạng lưới đường giao thông đô thị, đặc biệt trong giờ cao điểm. Trong khi đó, hàng loạt công trình hạ tầng quan trọng đều ì ạch trễ hẹn. Điển hình thành phố Thủ Đức được quy hoạch là thành phố sáng tạo, nên ngay từ đầu xác định đẩy thật mạnh khâu hạ tầng giao thông. Song đến nay,
kẹt xe vẫn bủa vây khu đông. Từ dự án trọng điểm là đoạn 3 của tuyến đường Vành Đai 2. Từ đường Phạm Văn Đồng đến nút giao Gò Dưa, thành phố Thủ Đức, tới dự án được chờ đợi nhất là mở rộng quốc lộ 13, rồi cầu Tăng Long trên đường Lã Xuân Oai, nút giao Mỹ Thủy là điểm nối quan trọng tại cửa ngõ vào cảng Cát Lái, nơi có lưu lượng hàng hóa lớn nhất cả nước, cầu Kỳ Hà, nút giao An Phú, dự án nào cũng quyết liệt triển khai nhưng cũng vẫn chậm. Cả phía Nam, phía Bắc thành phố, những dự án người dân mong đợi nhiều như dự án mở rộng đường Tân Kỳ, Tân Quý, đường nối Trần Quốc Hoàng, Cộng Hòa, toàn bộ hầm chui Nguyễn Văn Linh, Nguyễn Hữu Thọ, dự kiến hoàn thành trong năm nay nhưng quá trình triển khai đều đang chậm hơn so với kế hoạch. Đây là nguyên nhân lớn dẫn tới tình trạng ùn tắc ngày càng trầm trọng như hiện nay. Với quỹ đất dành cho giao thông quá hạn chế, từ cách đây 20 năm khi lập quy hoạch giao thông, thành phố Hồ Chí Minh xác định hệ thống đường trên cao, đường Vành Đai, đường xuyên tâm là khung hạ tầng cốt yếu, chiến lược để đặt nền móng cho sự phát triển của giao thông công cộng. Theo quy hoạch phát triển giao thông vận tải được Thủ tướng phê duyệt, chậm nhất đến năm 2020, thành phố Hồ Chí Minh xây dựng xong tổng cộng 5 tuyến đường bộ trên cao với tổng chiều dài 70,7 km, khép kín khoảng 356 km đường Vành Đai. Tuy nhiên, từ khi lên kế hoạch vào năm 2005 đến nay đã gần 2 thập niên, thành phố vẫn chưa có tuyến nào được đầu tư xây dựng. Những con đường Vành Đai vắt qua vài nhiệm kỳ, năm nào cũng nằm trong các dự án ưu tiên hàng đầu nhưng gần 10 năm, thành phố Hồ Chí Minh vẫn không khép kín được 2,7 km của Vành Đai 2. Đường Vành Đai 3 là tuyến huyết mạch, tác động trực tiếp đến sự phát triển của thành phố Hồ Chí Minh, Đồng Nai, Bình Dương, Long An, nhưng vẫn có địa phương chậm giao mặt bằng. Trong khi đó, Vành Đai 4 thì còn chờ thống nhất phương án, cơ chế và vốn. Như nhìn nhận của chuyên gia kinh tế đô thị Huỳnh Thế Du, suốt hơn một thập niên qua, ngành giao thông thành phố chỉ lo cơi nới đường xá, không xây dựng được dự án hạ tầng khung nào ra tấm ra món, đặc biệt trong khu vực nội ô nguồn lực chảy ra nhiều, trong khi hạ tầng giao thông chỉ đáp ứng được 3-4 phần nhu cầu thực tế. Nếu không xây dựng được các hạ tầng chiến lược, hạ tầng thiết yếu thì tình hình ùn tắc sẽ ngày càng tăng cao dù thành phố có ra sức mở rộng, nâng cấp các mạng lưới đường hiện hữu hoặc xây mới các đường đô thị khác. Nhiều con át chủ bài còn trên giấy nhớ lại hồi đầu năm 2021, khi Sở Giao thông Vận tải thành phố Hồ Chí Minh đón nhận huân chương lao động hạng 3 vì đã có thành tích xuất sắc trong thực hiện chương trình giảm ùn tắc giao thông giai đoạn 2015-2019 trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh. Lãnh đạo Sở Giao thông Vận tải từng khẳng định tình trạng ùn tắc giao thông sẽ giảm mạnh trong giai đoạn 2021-2025. Thời điểm đó, lãnh đạo ngành giao thông thành phố xác định chìa khóa cho bài toán giao thông thành phố chính là thúc đẩy giao thông công cộng phát triển, bởi hạ tầng dù có được ưu tiên đầu tư đến đâu cũng không thể chạy theo kịp để đáp ứng đủ nhu cầu của một siêu đô thị như thành phố Hồ Chí Minh. Thành phố đặt mục tiêu năm 2021 đưa tuyến metro số 1, MRT1 vào vận hành thương mại và khởi công tuyến metro số 2. Cả hai tuyến này sau khi hình thành sẽ góp phần giảm mạnh ùn tắc giao thông, tai nạn giao thông, kích thích phát triển đô thị dọc tuyến, tạo động lực quan trọng để phát triển kinh tế xã hội và làm cơ sở phát triển cho các tuyến đường sắt đô thị khác, tuyến số 5, 3B, 4 và 6. Về lâu dài, vận tải hành khách khối lượng lớn, MRT, xe buýt nhanh sẽ đóng vai trò chủ đạo. Thành phố cũng thông tin triển khai dự án phát triển giao thông xanh, trong đó có đầu tư tuyến xe buýt nhanh số 1, BRT số 1, dọc hành lang đường Võ Văn Kiệt, Mai Chí Thọ, từ vòng xoay An Lạc đến ngã ba Rạch Chiếc, với chiều dài 23 km. Theo dự kiến, công tác thẩm định và phê duyệt thiết kế chi tiết hoàn tất trong quý tháng 1 năm 2021 để hoàn thành và đưa vào vận hành tuyến BRT đầu tiên trong đầu năm 2022. Đặc biệt, đề án việc tăng cường vận tải hành khách công cộng kết hợp kiểm soát sử dụng xe cá nhân y bao gồm 27 giải pháp thực hiện theo nguyên tắc y kéo, đẩy y đã được Ủy ban Nhân dân thành phố phê duyệt. Theo đó, giai đoạn 2021-2025, thành phố sẽ mở rộng, tái cấu trúc mạng lưới tuyến xe buýt, đảm bảo kết nối đến các khu đô thị mới, khu công nghiệp, đầu mối giao thông, các đô thị vệ tinh, các tuyến vận tải khách khối lượng lớn, các phương thức vận tải khác. Các giải pháp về phát triển vận tải hành khách công cộng như đầu tư phương tiện, hoàn chỉnh cơ chế, chính sách sẽ tiếp tục được thực hiện. Đồng thời, thực hiện một số giải pháp làm cơ sở triển khai các giải pháp kiểm soát phương tiện cơ giới cá nhân. Công bằng mà nói, nếu thực hiện đồng bộ các giải pháp,
trong giai đoạn 2021-2025, tình trạng ùn tắc giao thông của thành phố chắc chắn đã được cải thiện rất nhiều. Thế nhưng đã 4 năm trôi qua, tuyến metro số 1 vẫn chưa về đích, kế hoạch tuyến xe buýt nhanh phá sản, đề án tăng cường vận tải hành khách công cộng kết hợp kiểm soát sử dụng xe cá nhân khởi động đã lâu vẫn chưa chính thức triển khai. Những con át chủ bài của ngành giao thông thành phố Hồ Chí Minh đều nằm trên giấy, các dự án trọng điểm thì chậm trễ. Còn người dân vẫn ngày ngày cám cảnh trên đường với câu hỏi, bao giờ thành phố Hồ Chí Minh mới hết kẹt xe? Dù thành phố không ngừng cố gắng nâng diện tích đất dành cho giao thông bằng chủ trương triển khai nhiều dự án mở đường, xây cầu vượt tại các điểm nóng với danh sách các dự án cần thực hiện mỗi năm lên tới hàng trăm công trình, số vốn lên tới hàng chục ngàn tỷ đồng, nhưng thực tế không được như kỳ vọng. Đến nay, trên địa bàn thành phố có 4.392 km đường, trong đó có khoảng 1.800 km đường có bề rộng lòng đường trên 7m, tăng trưởng hạ tầng giao thông bình quân giai đoạn 2011-2019 thấp, chỉ đạt 1.67% năm. Trong khu vực trung tâm, quận 1, 3, 5, 10, kết cấu hạ tầng giao thông gần như không tăng, giai đoạn 2011-2019 tăng trưởng chiều dài đường bộ 0.3% năm. Mật độ đường giao thông đạt 2.10 km, tỷ lệ đất dành cho giao thông so với đất xây dựng đô thị còn thấp, khoảng 8.8% toàn thành phố. Thêm hai dự án lớn y cứu y giao thông khu Nam thành phố Hồ Chí Minh dự kiến sẽ khởi công một số hạng mục cầu và đường dẫn phía quy, một của dự án cầu đường Nguyễn Khoái vào quý 4 năm nay. Đến năm 2025, công tác bồi thường và giải phóng mặt bằng sẽ hoàn tất, cho phép thi công toàn bộ dự án và hoàn thành vào năm 2027. Cầu đường Nguyễn Khoái có tổng chiều dài gần 5 km, trong đó phần cầu khoảng 2,5 km, rộng 6,5-25,5m, phần đường dài hơn 2,3 km, rộng 26,5-61,5m. Công trình bắt đầu từ đường D1, kết nối trường Đại học Sài Gòn với đường Nguyễn Văn Linh và khu dân cư Him Lam, quận 7, sau đó phần cầu chính vượt kênh tẻ bằng cầu cạn theo đường Nguyễn Khoái. Cầu tiếp tục vượt rạch Bến Nghé nối vào đường Võ Văn Kiệt, quy 1. Ngoài tuyến chính, dự án bao gồm các nhánh rẽ nối với các đường phía dưới là Trần Xuân Soạn, Tôn Thất Thuyết, Võ Văn Kiệt. Thành phố Hồ Chí Minh đặt mục tiêu khởi công cầu Thủ Thiêm 4 dịch 30, 4.2025, hoàn thành năm 2028. Cây cầu dự kiến có tổng chiều dài 2,16 km, trong đó phần cầu chính dài hơn 1,6 km, với 6 làn xe. Cầu bắt đầu từ giao lộ cầu Tân Thuận 2, Nguyễn Văn Linh, quận 7, kết nối với khu đô thị mới Thủ Thiêm tại giao lộ Trục Bắc, Nam và đường Bùi Thiện Ngộ. Cầu đường Nguyễn Khoái và cầu Thủ Thiêm 4 với tổng vốn hơn 9.000 tỷ đồng sẽ mở thêm các trục giao thông mới, giúp giảm áp lực kẹt xe tại khu vực quận 7 và quận 4.